con Xin chào mọi người hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc hiệu N3 giáo trình Speedo Master và video này là video thứ hai à, mỗi bài mỗi video thì mình sẽ làm một bài nhá và bạn nào mà chưa xem video trước thì cố gắng xem lại nhá và mỗi ngày thì mình sẽ làm hai video hai bài à, và sẽ đăng vào 11 rưỡi trưa và 7 giờ tối thì các bạn cố gắng luyện một ngày hai bài là ok và cái giáo trình này rất là phù hợp cho các cái bạn mà luyện dịch đọc hiểu chưa quen đấy ở sơ cấp N4 N5 chúng ta chưa được luyện nhiều thì uh, lên N3 các bạn nên nhá, nên luyện cuốn này trước sau đó thì uh, thành thạo xong chúng ta sẽ luyện cuốn sinh gan nhá uh, bài hôm nay sẽ cũng uh, đang vẫn đang trong dạng uh, văn ngắn chỉ có một tí thôi một đoạn đơn như này thôi nhá và phương pháp dịch của chúng ta thì uh, luôn luôn phải chủ ngữ trước À, và xem coi là có ngắt câu hay không nếu không có thì chúng ta lại dịch từ dịch lên và các bạn phải để ý những cái nhân VT VT nó là liệt kê có nghĩa là làm với một rồi làm với hai đúng không vậy thì chúng ta cũng phải liệt kê từng à, dịch từng vế một nhá các con chốt như là tà đi tà đi này à, hay là um, các bạn để ý những cái na độ này nhá na độ đọc hiểu rất là nhiều cái na độ na độ thì nó cũng là liệt kê vậy chúng ta sẽ liệt kê từng cái một nhá cà này cà này đó phải liệt kê từng cái một nhá Uh, OK thì mình sẽ vào luôn. Darekano ieo, suru surutorikini, một tê te temiyage wa, ga yoi no desoka. Chủ ngữ này. Uh, cái miyage nó là cái quà, nha cái quà mà khi mà mình đi thăm hỏi nhà ai đó đến nhà ai đó chơi ấy. Nha, ví dụ mình mang cho họ ít uh, cái gói bánh Hay là mang quả cam quả táo gì đó. Uh, nếu mà các bạn không biết thì người ta có giải thích ở dưới này nhé. Đây. Hey là cái quà đơn giản như Kantanamiyage tanamiage mà chúng ta mang đến khi mà đi thăm nhà ai đó. Đấy. À, cái quà mà chúng ta đi thăm người ta mang đến khi mà đi thăm nhà một ai đó nhá thì cái quà như thế nào thì tốt, quà như này tốt. Đấy. Khi teki ni wa tabetari non dariste atoni mono ga i Ngắt câu nhé hết câu này. Uh, về cơ bản nhá về cơ bản ấy, thì nó là cái đồ nhá đang nói về cái đồ gì mà thì nó phải là cái đồ chứ đúng không nó là cái đồ vậy gà đây gà này cũng là một chủ ngữ phụ này đúng không nó là cái đồ mà à, chúng ta sẽ không vội dịch từ đây luôn nhá đó là cái đồ mà nó chúng ta phải dịch từng cái một tại vì vt mà đúng không là cái đồ mà à, sau khi mà ăn này hay là uống này thì sau đó thì nó không còn thừa lại nữa đó thì có lẽ là tốt đấy thì tác giả đã bảo như vậy nhá và chúng ta để ý như là có thằng na độ đúng không và có thằng ttt vậy chúng ta phải dịch từng cái một nhá và chúng ta cùng cùng như thế nào chúng ta sẽ suy nghĩ cái um, hoàn cảnh nhá cái hoàn cảnh của cái đối phương như là đó như là chúng ta dịch này À, có trẻ em hay không này người già hay không này hay là gia đình có mấy người và có cái đồ gì mà kiểu gia đình đó người ta không ăn được không đó tức là phải suy nghĩ rất là nhiều những cái điều như thế này rồi với với chọn nhá rồi với chọn chứ chúng ta không chọn bừa đó cái khi nào đồ kazoku no nizu yori ni ome ni motte kuto nếu này nếu mà có những thứ nào đâu này những thứ như là bánh kem này thì thì như nào phải dịch dây lên nhá chúng ta nhìn nhanh có cái cấu trúc là V đự tố Nếu mà làm với một thì sẽ với hai đúng không vậy thì chúng ta phải dịch từ đây đó, nếu mà có những cái bánh kem thì là chúng ta mang nhá nếu mà chúng ta mang nhiều hơn hai ba cái hai ba cái so với cái số người trong gia đình đó thì sẽ làm cho người ta vui hơn uh, cô bi Yorokobu bự ấy thế là mừng đúng không còn cái này là ba d là thấy bị động nó là sẽ làm sẽ bị hoặc được đúng không uh, người ta vui mừng hơn đó mata kau wa homo suru aite ie no chikaku desu và thêm nữa là chủ ngữ tiếp này um, cái cửa hàng mà chúng ta mua ấy thì um, không nên à, có có chút là về này hồ đúng không n 4 này không nên là mua ở gần nhé gần cái nhà của cái đối phương mà chúng ta sẽ đi thăm nó tại vì sao tại vì những cái cửa hàng đó người ta quá quen rồi đúng không và tiếp theo nhá awatete yoista toka tekito ni katta yokunai inso ya utagai o mota motareru kamoshirenai kara và cái đoạn này cũng hơi khó dịch nên là các bạn chú ý một chút nhé Uhm, Tô Cà này như là như là nhá liệt kê như là như là à, guatete nó là từng vế một đúng không à rưỡi nó là luống cuống vội vã ấy. đó thì chúng ta sẽ không dịch từng cái một mà chúng ta phải dịch từ dưới lên bởi vì là nhá năng năng bổ nghĩa cho cái bế trên này chúng ta không nên mua cái 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 quả ở gần của cái, cái, nhà của đối phương ấy bởi vì là đó, bởi vì là có lẽ là nhá, có lẽ là à, mo mochi motanai đó à motade nó là sẽ bị mang mình sẽ bị không bị động bị mang một cái nghi ngờ gai là cái nghi ngờ nhé, hoặc là nha nha đến kia này hoặc là cái ấn tượng không được tốt không được tốt như là nó như là trên dịch cái một nhá đã vội vã chuẩn bị yoi là chuẩn bị nhá đã vội vã chuẩn bị hay là đã mua một cách rất là qua loa đại khái có cái từ tekito ở đây các bạn uh, có hai nghĩa mà rất là hay thường dùng đó là thích đương có nghĩa là từ thích hợp đấy uh, nhưng mà trong trường hợp này không phải là thích hợp mà nó là từ nghĩa là qua loa đại khái nhá có nghĩa là mang một cái ấn tượng xấu là chuẩn bị uh, vội vã chuẩn bị và chỉ mua đại khái thôi nhé chứ không có ý uh, tốt chuẩn bị từ trước đó uhm, chúng ta sẽ xuống câu hỏi xem người ta hỏi cái gì ừ. ueno bung so de susume te ni wa doreka là cái điều ấy mà không nhá không khuyên nhá không khuyên ở trên cái bài không không khuyên ở trên cái bài bán trên ấy là cái nào nó nhớ là không khuyên nhé chứ không phải là khuyên nhé các bạn nhớ nhé không khuyên ấy. có nghĩa tác giả không khuyên chúng ta nên không nên làm gì đấy nhé chúng ta xem câu một nhé dứt tổ ye ni oi oka i mono bự là sẽ chọn này, sẽ chọn những cái đồ mà Uhm, không nhá không để suốt ở cái nhà đó không để suốt ở cái 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 nhà đó giật ở suốt đúng không câu này là sai nhá nhớ là cái điều mà tác giả không khuyên cái này cái điều này tác giả khuyên rồi ngay từ đầu tác giả báo này à, về cơ bản ấy, thì nó là cái đồ mà sau khi ăn uống xong ấy, thì không còn thừa lại nữa nó có nghĩa là cái đồ mà không còn để lại ở nhà cái nhà đó nữa đúng không vậy còn câu một này nó lại báo là đúng ý tác giả khuyên rồi đúng ý tác giả khuyên như vậy rồi nhưng là sai nghĩa là cái điều tác giả không khuyên Chắc là không khuyên nhé câu hai này homo suru đệ no chikaku de chokuzen ni yoi suru là chuẩn bị chokuzen nó là chuẩn bị từ trước nhé ở um, ở gần cái nhà mà mình đi thăm à cái này không phải không phải tác giả không khuyên cái điều này tác giả khuyên là không nên mua ở gần cái nhà mà mình đi thăm đúng không còn cái này thì đúng tác giả không khuyên điều này rồi thì là đáp án này là chính xác nhé câu 3 này ai teno in dự ya kazoku kose na do kangete elabu là chúng ta suy nghĩ xem các cái thành phần kose thành phần cấu trúc ấy, thành phần của gia đình hay là cái số người trong của đối phương có người gia đình đó mà chúng ta chọn cái này thì, thì tác giả cũng khuyên rồi đúng không? trên này các bạn cũng khuyên là à, chúng ta nên suy nghĩ đây cần xuyên suy nghĩ này. đó hai cung cụm từ này, này nó bằng nhau thôi đó, nó bằng cái cụm từ này thôi. Đó, nên là cái gọi sai luôn. Và câu 4. ai cái tê teno nin dưới ni taiste cho to omen no kazu ya dio cử là đối với những cái cái số lượng của cái đối phương cái số người của đối phương ấy, số thành viên ấy thì chúng ta nên nên à mua những cái số lượng hay là nhiều hơn một chút, mua cái số lượng nhiều hơn một chút. Thì cái điều này tác giả cũng khuyên đúng không? khuyên đây này, này. Mua hai ba cái này. Nhiều hơn so với vậy này. Cái điều này tác giả khuyên rồi. Đây là con này sai luôn. Đó. Cái điều mà tác giả không khuyên đó là uh, mua uh, ở gần cái nhà mà đi thăm. Nhá. Ok. Vậy là mình đã xong cái phần uh, chữa của cái uh, phần 4-2 này rồi. Và um, các bạn cố gắng nốt lại những cái từ mới nhá. Cái từ như là temiage này. Hormone này. Hay những cái từ uh, nokoranai này đó thì những cái từ nào mà các bạn cảm thấy mà các bạn chưa nhớ thì các bạn cứ nốt vào cố gắng nốt và luyện từng uh, mỗi ngày luyện hai bài thì chắc chắn là sau khoảng một tuần à không khoảng một tháng thì cái uh, trình độ luyện uh, trình độ đọc hiểu của mình nó sẽ cải thiện khá là nhiều nhé còn vấn đề gì không hiểu thì các bạn cứ bình luận dưới thì mình sẽ giải quyết cho mọi người cảm ơn mọi người đã xem video của mình.